Sáng nay 19 tháng 11, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã đến dự buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 và 40 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 1983-2023. Cùng dự có ông Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, bà Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở ban ngành và huyện Châu Thành. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 40 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Châu Thành. Trong những năm qua, các thế hệ thầy cô và học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành giáo dục và địa phương giao. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý thầy cô giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và nhiệt liệt biểu dương chúc mừng những thành tích mà trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đạt được trong suốt thời gian qua. Trong 40 năm qua, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tự tin tích cực tham gia vào các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành và mang về nhiều kết quả tự hào và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang mong muốn rằng các thầy cô giáo của trường hãy giữ vững phẩm chất cao quý của nhà giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Với phẩm chất trí tuệ, sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu đối với sự nghiệp trồng người, các thầy cô giáo sẽ là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp. Cũng tại buổi họp mặt, nhiều thầy cô giáo và tập thể nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2022-2023. Nhân dịp này, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm công bố quyết định thành lập Quỹ khuyến học khuyến tài của trường và nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Các cựu học sinh của trường, các em học sinh đã tặng quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ thầy cô giáo của trường.